Trước đây gia đình anh Cao Xuân Vinh ở thôn Liên Hòa, xã Trung Hòa, huyện Minh Hòa có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Sau khi được vay vốn từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội, gia đình anh đầu tư xây dựng mô hình nuôi lợn khép kín. Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, hiện nay trang trại nuôi lợn khép kín của gia đình anh hoạt động hiệu quả. Trang trại có thêm 150 con lợn thịt và lợn nái. Trung bình năm thẳng, anh cho xuất bản một lần, mang lại thu nhập ổn định, lợi nhuận trung bình mỗi năm từ chăn nuôi lợn khoảng 400 triệu đồng. Giọng thì có như mình phải tròn lọc cái giọng là phải thiếu nạc lần lai ngoại kỹ thuật đi trước nấy thì mình bữa đâu là coi như rất khó khăn xa về huyền nó cho tập huấn trong thôn bản thì coi như có ba hộ là lại học tập lại mô hình của tôi để là phát triển xóa đói giảm nghèo cùng với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất xã trung hòa còn tích cực tạo điều kiện cho người nghèo vay vốn giải quyết việc làm những năm gần đây thông qua chính sách tín dụng hàng trăm lượt hộ nghèo trên địa bàn xã đã được hỗ trợ vay vốn để thực hiện các mô hình chăn nuôi trồng trọt và mở rộng quy mô sản xuất. Trong được có rất nhiều hộ đã thoát nghèo. Luôn là chủ động để tuyên truyền cho hội viên nông dân của mình đảm sát chủ trương đường lối đảng chính sách pháp luật của nhà nước vận động cho hội viên mạnh dạn vay vốn để tập trung vào sản xuất qua đây thì có rất nhiều cái gương điển hình của của hội viên hội nông dân đã làm giàu từ chăn nuôi từ trong rừng và từ uh, cho con em của mình xuất khẩu lao động ạ. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, chính quyền xã Trung Hòa đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra giảm sát về công tác giảm nghèo, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất như hỗ trợ con giống cây trồng phân bón, thiết bị máy móc cho hàng ngàn lượt hộ gia đình, người lao động. Cùng với đầu xã Trung Hòa cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động. Ủy ban nhân xã đã tích cực phối hợp với các các công ty xuất khẩu lao động ở trên địa bàn của tỉnh hợp tác để tuyển lao động xuất khẩu đi nước ngoài. Địa phương thì đang còn quan tâm về cái vấn đề là đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, liên kết và tìm những cái nhà đầu tư có những các cái mô hình cây con có cái chất lượng để mang về là triển khai đến địa bàn. Mục tiêu trong những năm tiếp theo của xã Trung Hòa là giảm tỷ lệ hộ nghèo hộ cần nghèo xuống còn dễ 3%. để làm được điều này bên cạnh sự hỗ trợ quan tâm của các cơ quan ban ngành thì còn cần sự nỗ lực cố gắng của chính quyền và người dân địa phương